Sơn ngày 30 tháng 9 các bạn.
Xấu mà không diễn tả được chứ xấu luôn á. 30, 100 ngàn. Thầy chú. Hai cái 30 với lại một cái 40. Gì đâu, hôm nay phun luôn hả? Phun cây luôn. Lên đồ phun hết luôn. Alo alo. Alo alo. Dạ hello cô Tiên. Dạ con mới hồi nãy con hello rồi. Nãy con hello cô Tiên rồi, với bà của chú luôn rồi. Dạ. Ông bà ơi chú không hổ xèo nha. Cảm ơn bà ơi chú. Cái cô tiên. Cô tiên. Bây giờ là rất là nhiều cô tiên, là có nhiều người cô chú có cái chung đó, kiểu như họ muốn đồng cảm, họ muốn đồng hành cùng mình. Cho nên là rất là cảm ơn luôn. Rồi rồi biết chị có đi qua quận 12 này này ghé ăn bánh xèo ủng hộ. Hello cô Tiên. Cái bây giờ là dời qua phía này đổ ba chảo hết rau chị.
đó. Rau á là nó còn tốn, bây giờ là gần Tết rồi các bạn. Rau hay là các thứ là giá người ta cũng bắt đầu tăng nhẹ nhẹ rồi mọi người. Mà vào mấy 50 à? Dạ. Dạ. Trời ơi, phê dữ trời ơi. Tự nhiên đầu răng quá à. Hồi nãy đang nói là cỡ là vào cái ngày bây giờ nè các bạn, thì bây giờ giá cả các cái mặt hàng á, đặc biệt là rau củ quả, thịt cá bắt đầu nó còn tăng giá rồi. Mà bây giờ nếu mà rơi vào các cái ngày Tết á, thì cái giá nó càng tăng mạnh nha các bạn. Cho nên là vào cái thời gian bà nội bán lại vào năm mới á, từ mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6 thì cái giá bánh xèo bà nội sẽ tăng nhẹ lên là 35k cái thường nha mọi người đó. 35k cho cái thường. Còn sau đó thì sẽ quay trở lại cái giá là 30k, tức là từ ngày 7, mùng 7 âm lịch đó trở đi đó, sẽ quay trở lại bình thường. Lâu lắm rồi mới thấy cho anh nó đổ bánh xèo á. Lâu lắm rồi không đổ. Đi mua rau nha các bạn. Rau thì thường thường buổi sáng sớm rồi đó. Trưa trưa thì ông bà sẽ đi mua rau ở khu vực chợ đầu mối Hóc Môn các bạn. Ở đây là có cái chợ đầu mối Hóc Môn cũng chuyên về rau củ quả mọi người. Mua đó thì rẻ hơn. Cái năm này đổ bánh xèo là tập trung đẹp xinh tròn, không phải giá. Lần đầu ăn miễn phí à? Sợ tính tiền không mấy mẹ? Trời ơi. Cảm ơn đã đổ bánh xèo để tập trung lắm các bạn. Rất là tập trung luôn. Mời bà bánh ít nha. Bánh ít. Bánh ít là đặc sản Tiền Giang nha. Đặc sản miền Tây luôn. Đây là đặc sản của Tiền Giang đây. Bằng giá trị đó được không vậy? Được. Sao không được? Quá được luôn á chứ không được. Quá đẹp nè, không? Không thấy một con vết gì tì vết luôn á. Quá chuẩn luôn á Đông Anh. Đúng là mình lâu lâu mình làm lại nhưng mà không bị lục ngừa đúng không? Để cho nó giòn cái. Rồi, để cho nó giòn. Đó. Đẹp quá trời.
làm á là kiểu như nó đỡ ít lửa các bạn, lửa nhẹ nha, cái lửa nhiều quá khi nhiều khi bé xử lý không kịp nó cháy. Quá điệu nghệ luôn. Mấy con ăn sô cô la của bà Tiên tặng chưa? Rất là ngon nha. Tại con muốn khoái sô cô la nữa. Khoái sô cô la hả? Thường thường là ông bà mà nếu mà ở ngoài ở nước ngoài về hay mua quà là sô cô la lắm. Sô cô la nước ngoài người ta làm chuẩn hơn. Ngon hơn ở Việt Nam mình làm. Đan Mạch từ Canada rồi đó. Mấy nước đó làm người ta làm sô cô la ngon lắm. Đúng rồi. Cái này chưa. Chô cha, cô Hà nó ăn ngon. Ấy cũng không. Chô cha, anh phong cách dữ trời. Chưa, yeah, anh trai anh nó về kìa. Cảm ơn, đâu có trả tiền nữa nói đâu mà nói dữ ta. Đó. Cái phần đó nó vừa giòn á. Cảm ơn người đẹp nha. Em mấy gái em? 3 gái không? 5 gái hả? 3. Hôm nay con luyện được cái bài hát Xuân nào chưa? Chuyện buồn mình bỏ qua qua hả? Tức là chuyện cũ bỏ qua. Thấy chuyện cũ mình bỏ qua. Ồ, ok. Thấy đổi được hai chảo nha các bạn, hai chảo ba chảo là xử lý không kịp. Đang muốn luyện ba chảo hả? Nhưng mà như vậy thì phải giảm lửa ở ba chảo đấy, lửa mà nhiều quá thì xử lý không kịp. Dạ. Đi như bà đám luôn á. Không biết nữa. Chơi.
hết khách rồi nha, còn phía trong còn một bàn nha các bạn. À, chị Hương với chị Thủy cũng dọn dọn rồi. Trên bía này nó giòn phải không? Cái này là chưa, nó còn mềm. Đấy, bà nội là bây giờ là bà đi giao cho bà nội ra. Bà nội thích ra. Bà nội đi mua rau, đi rau nha các bạn. Cái giai đoạn mà cao điểm á, mọi người thấy bà nội đi ra đi vô đi mua rau là có ngày đi buổi tối là đi mua mấy lần không? À được, đúng á, nhưng mà tám phải không? Bỏ chân lên ghế đâu. Rồi anh giọng đồ giữ chặt nha. Làm là làm, chơi ra chơi đó. Lấy gà đây hỏi. Đúng không? Mình phải tập trung để tạo ra cái sản phẩm tuyệt vời. Tóc rồi. Bánh này trời đẹp kìa. Con rồi. Hết con rồi. À, bà ngoại thời gian lâu lâu lên em bánh xèo da đúng không? Kiểu như cái tay của tâm anh nó chưa có mạnh, nó chưa có lắc cho nó tròn. Bổ sung thêm. Bán đồ chay giờ nhìn món thích ăn món chay luôn. Đi mua rau. Anh nhiều lúc hát ca giỡn nhưng mà kiểu như khi nó đổ bánh xèo là rất là tập trung luôn á các bạn, cực kỳ tập trung luôn á, để tạo ra một cái sản phẩm tuyệt vời. Ok, chú thấy sao tụi nó vậy à? Mà thực tế là vậy luôn.
kêu bà ngoại lên Sài Gòn chơi ăn bánh xèo rồi đổ đứt thân đứt tay đổ cái bánh xèo chay cho bà ngoại luôn, mời bà ngoại Tiền Giang lên Sài Gòn đổ bánh xèo Giang luôn, hay quá. Ở trong giờ chỉ còn một bàn nữa các bạn, bên ngoài cũng có một bàn. Không biết là bây giờ mấy giờ rồi, mình nghĩ là cũng tầm hơn 8 giờ. Đang quay chưa có quay lại được giờ các bạn. Chưa đâu, bây giờ cái này nó kiểu như nó như giòn á. Bao chục luôn hả? Bánh xèo giá đầu xanh đến 30 nghìn. Là ngày mai là khỏi ai dẫn ra ốc luôn con. Tính khách là 10 ngàn, tính bằng bà ngoại là 20 bạc. Giữ rồi đã. Dạ. Mời hết chưa? Giảm lửa luôn nè, giảm lửa nhiều hơn so với là cái bà nội hay là ông ngoại. Cái thứ hai nữa là nó tập trung lắm, kiểm tra thường xuyên luôn mà. Đó, lửa đâu dám cho lửa lớn đâu. Thôi hết tôm rồi. Còn nằm dưới hả? Cay đúng không? Khói á. Tuyệt vời. Cắt nước đó, đổ vội là cái gì khói đó. Nó lớn các bạn, cho nên là kiểu như khát nước vậy lắm, khát nước liên tục mà mọi người. Rồi mình sẽ kết thúc video ở đây đó. Thì cái địa chỉ chúng ta vẫn như anh em mình thường hay quay và cũng thường hay nói trên video của anh em mình là bánh xèo nhí miền Tây rau rừng. Và địa chỉ là 21 Đông Bắc Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại mọi người đặt hàng nhờ bên shipper lấy hàng lấy bánh xèo cho là 0986 804 347 nha các bạn. Hoặc là số thứ hai là 0705 025 019.
giờ bán của ông bà là 1 giờ chiều, 1 giờ chiều đến khoảng 9-10 giờ đêm, tùy bữa hết sớm hết hay là hết muộn nha các bạn. Bánh xèo chúng ta thì có 3 giá, 30 ngàn là bình thường, rồi đặc biệt là 40, đặc biệt mà có trứng rồi nữa là 50 ngàn. Đó. Rau rừng thì mọi người ăn thoải mái, bánh tráng thì cũng thoải mái luôn. Đó. Thì hàng tháng như vậy ông bà sẽ nghỉ vào ngày rằm và ngày mùng 1. Riêng cái ngày rằm ở thời điểm hiện tại thì ông bà sẽ có cái chương trình là tặng bánh xèo miễn phí cho cô chú anh chị thưởng thức. Bánh xèo dây cũng rất là ngon. Ông bà đổ gồm có đậu hũ với lại là nấm nha các bạn. Thì cái chương trình là chỉ hiện tại thì chuyển ngày rằm từ 1 giờ đến 3 giờ chiều thôi. Bây giờ hiện tại là cái khả năng của bà nội chưa có cho phép, mà mong muốn của bà nội là cũng muốn là làm được nhiều hơn và làm vào ngày mùng 1 nữa. Thì để làm được điều đó thì cũng nhờ cô chú anh chị ủng hộ. Là ủng hộ đây có nghĩa là một người ủng hộ để bà có cái bỏ cái công ra, một người bỏ cái công ra để đổ bánh xèo cho phục vụ mọi người. Còn cái phát tâm là của quý anh chị, của chú và các bạn đó. Còn cái bà nội hôm trước cũng có nói rồi, đổ trong vòng 2 từ 1 giờ chiều như vậy tới 5-6 giờ chiều thì cũng là mất một buổi, rồi cũng phải trả công cho mấy anh chị ở đây đúng không? Thì có một ít đồng lời để mà nuôi dưỡng các bé tốt hơn không quý vị? Quá đẹp, quá chuẩn luôn. Đây này giống gì, biệt đội siêu anh hùng, siêu anh hùng mà ba bánh có ai lấy dĩa cho tôi đâu. Vậy là con phải bỏ nhiều thịt hơn xíu. Rồi ok rồi. Đây tao muốn tép nha các bạn. Tép luôn. Tép này các bạn. Con nói là quý ông bà cô chú, bởi vì có rất là nhiều người lớn tuổi họ đang xem video đó. Các bạn thì nói chung khi mà mình nói chuyện với người mới cùng lứa thôi, bé nó cũng hồn nhiên lắm các bạn, quý chị bà cô chú thì thông cảm cho bé. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video đây nha mọi người. Chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, cũng gần Tết rồi. Quý bà cũng tranh thủ thời gian mà mọi người đi mua sắm ghé ăn bánh xèo ủng hộ các bé. Trong anh thì mình thấy là lúc nào giỡn thì giỡn, nhưng mà lúc là làm rất là tập trung luôn. Rất là tập trung luôn các bạn. Bé thăm bánh xèo là thường xuyên luôn. Cho nên là giảm cái khả năng mà cái bánh xèo nó bị lõi xuống các bạn. Đó. Thấy được không? Nó thấy được bình thường không? Bằng nhựa mà. Hả? Không ổn hả? Được mà. Cho anh nói chung là cũng rất là thực tình luôn, giống như người miền Tây luôn. Nó không ổn là không ổn à. Mà không ổn thiệt. Nó bị đất này. Được mà. Vẫn ok mà, đúng không? Rồi, con cảm ơn cô Tiên đã tặng quà cũng như là tặng cái thêm hả? Thêm một cái nữa hả? Ồ, bà ngoại.
Rồi con cảm ơn cô Tiên đi. Con cảm ơn bà với chú đồng hộ và bác xe của con. À. Con rất vui, con rất ngon. À. À, con cảm ơn cô Tiên đã tặng cho con sô cô la với lại ba cháu bông. À. Cảm ơn cô Tiên. Rất là đẹp luôn. Rất là một quà ý nghĩa và tinh thần nhiều hơn đó các bạn. Tinh thần rất là quan trọng cho nên các bé có động lực nó luôn rồi. Rồi chúc con là sức khỏe nha. Dạ. À, nói chung ngoan. Ok, bye bye.